Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Duy Tuân. Hôm nay tôi sẽ làm một video để chia sẻ với các bạn về một cái phương pháp làm thế nào để lấy được giá trị từ một cột, ta gọi là cột 2, mà nó không có trong cột 1 từ hai bảng dữ liệu khác nhau. Chúng ta có thể thấy một cái kịch bản như sau. Chúng ta có một bảng dữ liệu thứ nhất, ta có cột 1 gồm có các giá trị như là A, B, C, D. Rồi, ta có một bảng dữ liệu thứ hai, ta đặt tên là cột 2, ta gồm có các giá trị như là A, D, B, T, I. Bây giờ chúng ta hãy làm thế nào để chúng ta hãy tìm và lấy được giá trị ở cột 2 mà nó không có trong cột 1 từ hai bảng dữ liệu trên. Đúng không ạ? Tức là nếu như theo yêu cầu này ý, là chúng ta cần lấy ra một bảng dữ liệu gồm có các giá trị là gì ạ? D đúng không ạ? À, D và T và I. Bởi vì ba giá trị này nó không có nằm trong cột 1 đúng không ạ? Ok. Bây giờ chúng ta hãy xem tôi làm một cái phương pháp rất là đơn giản như sau. Đầu tiên các bạn hãy cài đặt Add-in iTunes. Sau khi cài đặt Add-in iTunes xong, chúng ta hãy sử dụng một hàm BSSQL để chúng ta có thể là trích xuất dữ liệu rất là gọn gàng và nhanh chóng. Bước làm như sau. Đầu tiên chúng ta hãy đặt tên của bảng dữ liệu thứ nhất. Ta làm như sau. Bôi đen cả dòng tiêu đề của bảng thứ nhất. Sau đó chúng ta vào menu Formula. Ta chọn Define Name. Ta đặt là data 1. Đó là bảng 1. Tương tự như vậy, chúng ta đặt tên cho bảng thứ hai là data 2. Ok. Sau khi đặt tên xong, chúng ta hãy lưu lại và đóng file Excel lại. Và chúng ta mở lại. Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta đặt tên cho nên chúng ta cần phải đóng và mở lại để Excel nhận dạng được cái cấu trúc chuẩn của một table. Bây giờ chúng ta hãy tiến hành làm công thức như sau. Ta đặt công thức bằng BS gạch nối SQL mở ngoặc. Bắt đầu chúng ta đưa vào câu lệnh SQL mời là kép lấy ra cột 2 từ bảng gì ạ? Đưa ta đặt tên là bảng 2 đúng không ạ? Ok. Điều kiện là where lọc này, where cột 2 này. Những giá trị bên cột 2 không có ta dùng not, không có trong not in tách ra mở ngoặc. Trong cái in ở đây ấy, là chúng ta liệt kê danh sách giá trị để loại bỏ. Ta lại dùng select cột 1 từ data 1. Cột 1 từ data 1. Đóng dấu kép lại. Đóng nhạc đơn, đóng dấu kép lại, đóng ngoặc lại. Chúng ta hãy soát lại này. Lấy ra cột 2 từ bảng 2. Ở đó cái cột 2 này không có trong câu không không có trong bảng không có trong cột 1 của bảng 1. Đó. Bên trong cái toán tử in này là chúng ta đưa vào đây một câu select để lấy ra toàn bộ giá trị cột 1 của bảng 1. Còn bên ngoài là chúng ta dùng toán tử phủ định là not in. Chỉ cần câu lệnh như trên thôi là chúng ta đã là giải quyết được bài toán này rồi, enter. Ok. Như vậy, chúng ta thấy rằng là chỉ cần một câu lệnh SQL với phương pháp Add-in iTunes hàm BSSQL, chúng ta đã làm ra một bài toán mà nếu như chúng ta làm phương pháp Excel thông thường, chúng ta phải tạo ra cột phụ rồi chúng ta phải làm rất nhiều công việc nữa mới ra được. Hai nữa, khi bảng dữ liệu của chúng ta nhiều thì cái việc mà chúng ta chạy công thức Excel rất là nặng nề và chậm chạp. Thì với iTunes chúng ta chỉ cần nắm được cái phương pháp sử dụng ngôn ngữ SQL, đúng không ạ? Ngôn ngữ SQL, đúng không ạ? Rồi đưa vào hàm BS SQL. SQL là mọi thứ được giải quyết. Đây chính là sức mạnh của Add-in iTunes của công ty cổ phần BlueSoft. Nếu các bạn muốn học nâng cao về cái chức năng của Add-in iTunes trong phương pháp làm báo cáo động thì chúng ta hãy lên YouTube. YouTube. Mình sẽ mở YouTube và mình và mọi người sẽ tìm. Ok, để mình làm tiếp. Ok. Chúng ta vào trang YouTube. Sau đó chúng ta hãy tìm kiếm một cái từ khóa là học SQL trong Excel với từ khóa tiếp theo là Nguyễn Duy Tuân. Các bạn sẽ được học rất nhiều các bài học liên quan tới phương pháp làm SQL trên Excel bằng Add-in Tool từ bài đơn giản cho đến bài phức tạp. Với các bài học này chúng ta sẽ làm được rất nhiều các báo cáo trong các ngành về kinh tế, kho, ngân hàng và kế toán. Ok, video của tôi ngắn gọn chia sẻ như vậy. Các hy vọng rằng là với video này các bạn sẽ làm được những cái việc mà mình đang cần. Xin chân thành cảm ơn các bạn.